Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và các đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề của chúng ta sẽ là ngày thứ năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022, các bạn sẽ như thế nào? Và đây những trả bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trả bài chung, không phải là trả bài riêng. Mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn hoặc không đúng với bạn, nhưng đúng với người khác. Thì các bạn hãy xem với một tâm thái tham khảo và giải trí thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người có tài năng ha. Các bạn là những người có cái trực giác khá là cao, có thiên hướng về nghệ thuật. Mình thấy thì cuộc sống của bạn có khả năng đang trong một cái giai đoạn hơi bị cạn kiệt về nguồn tài chính, và bạn đang cố gắng tiết kiệm từng đồng từng cách, không dám tiêu xài phung phí. Thì mình thấy sắp tới có một cơ hội nào đó đem đến cho bạn niềm vui, niềm hạnh phúc. Ai đó giúp đỡ cho bạn, và cũng có khả năng là bạn sắp nhận được sự hỗ trợ ha. Có thể là nhận được cơ hội công việc, hoặc là một người phụ nữ, người này là một người rất là giỏi, có cái nguồn tài chính ổn định và người rất là chắc chắn, có thể là họ sẽ giúp đỡ tiền bạc cho bạn. Và đây có thể là người sẽ cho bạn lời khuyên hữu ích, cũng có khả năng đây là một người sẽ dẫn dắt bạn và giúp cho bạn tìm được công việc phù hợp, giúp cho bạn có thể là nâng cao được cái tài chính của bạn ha. Và bạn là một người rất là sáng tạo. Và bạn hãy tự tin vào bản thân mình, đừng có tự ti bất cứ điều gì. Bạn chính là một món quà mà vũ trụ đem tới cuộc sống này. Bạn có đầy đủ tài năng, kiến thức để có thể xây dựng nên một cái nền tảng vững chắc cho cuộc đời của mình. Hãy luôn cố gắng gọi là học tập và nâng cao kiến thức của bản thân bạn, để đón nhận những cái phước lành, những cái cơ hội biến cuộc sống của bạn trở nên vững vàng hơn, hạnh phúc hơn và sung túc hơn ha. Rồi, thứ năm ngày 7 tháng 7 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào? Một số bạn thì mình thấy đang trải qua cuộc thi, bạn đang rất là mệt mỏi, nặng nề. Một số bạn thì mình thấy là các bạn bị mất ngủ, trằn trọc, băn khoăn, lo âu và lo lắng gì đó. Có thể là do cái cuộc thi của bạn, hoặc có thể là do cái buổi phỏng vấn của bạn. Một số bạn thì mình thấy là bạn đã từng bị trói buộc trong cái giai đoạn hoang mang, buồn bã, tuyệt vọng, hoặc cuộc sống của bạn, công việc của bạn nó cứ trì trệ, nó không có phát triển. Một số bạn mình thấy là đã kết thúc một cái chương cũ cuộc đời, từ bỏ một công việc không còn phù hợp với bạn nữa, và bạn đang tìm kiếm cơ hội mới. Thì mình thấy có khả năng nha, có thể ngày thứ năm, ngày 7 tháng 7 của bạn sẽ có buổi phỏng vấn. Thì mình thấy nếu mà bạn luôn tự tin, bạn luôn gọi là phát triển, và bạn tin tưởng vào bản thân mình và tin tưởng vào ơn trên, thì mình thấy khi mà bạn có sự tiết chế hơn, khôn ngoan hơn, điềm tĩnh xử lý vấn đề hơn, thì bạn sẽ giành được chiến thắng ha, được có sự khen ngợi. Một số bạn nếu mà thi thì trong giai đoạn này đừng quá hoang mang, hãy cho mình một cái sự cân bằng, bình thản nhất.
Việc gì đến sẽ đến thôi, chỉ cần bạn cố gắng dùng hết khả năng của bản thân bạn, tận dụng hết sức lực của mình để giành được chiến thắng thì mình thấy có khả năng là bạn thi thành công, thi đậu ha. Trong buổi hôm nay, một số bạn thì như vậy. Cái giai đoạn buồn bã mệt mỏi đã gần kết thúc rồi, và những cái giai đoạn mới, cái sự tươi vui nó sẽ được nở rộ trong cuộc sống của bạn thôi. Một số bạn mình thấy có khả năng là nếu mà trước đó bạn bị bệnh hay gì đó thì mình thấy bạn sẽ được phục hồi lại năng lượng, được sức khỏe của bạn. Bạn tỉnh táo hơn, bạn minh mẫn hơn, bạn sáng suốt hơn. Và bạn có khả năng gọi là biết xoay sở tình thế tốt, và biết có khả năng ứng biến rất là linh hoạt cho cái kỳ thi, cho cái cuộc phỏng vấn của bạn ha. Một số bạn thì mình thấy là khi mà bạn đã nhiệt huyết, khi mà bạn đã kiên cường quật khởi cho cái mục tiêu của bạn thì giành được thắng lợi, vui vẻ, hạnh phúc ở đây ha. Bạn cởi trói được bản thân ra khỏi những giai đoạn miên man, băn khoăn thì cái phần thưởng mà bạn giành được đó chính là một cái sự gọi là vui mừng tột độ ở đây. Có khả năng một số bạn ngày hôm nay sẽ có buổi tiệc chung vui với gia đình, bạn bè, hay là có một cái sự họp mặt gì đó thì mình thấy là có ăn uống, hoặc là cùng chung cái niềm vui, niềm thắng lợi gì đó trong cái cuộc sống của bạn ha. Một số bạn ở đây thì trong giai đoạn này vào ngày hôm nay cần phải tiết chế, cân bằng lại cảm xúc, cân bằng lại trí tuệ của bạn. Hãy gọi là khôn ngoan, xem xét vấn đề, chứ đừng có một cái sự sốc nổi gì hết nha. Cẩn trọng trong giai đoạn này. Ai đó nếu mà muốn gây sự với bạn thì kệ họ đi, bạn đừng có tập trung vào họ, bạn tập trung vào cái bản thân bạn, phải có sự gọi là nhẫn nại. Im lặng là vàng trong giai đoạn này, không cần nói tới họ đâu ha. Để không gây ra những cái điều tổn thất cho bản thân của bạn đó. Còn nếu mà ai có tranh chấp gì đó, có xảy ra ẩu đả gì đó thì bạn tốt nhất đừng có xen vô, hoặc nó sẽ ảnh hưởng đến bạn ha. Một số ít người thì mình thấy có một cái cuộc phẫu thuật thì có khả năng là cuộc phẫu thuật này sẽ thành công và bạn sẽ cảm thấy dần dần hồi phục lại cái năng lượng, cái sức khỏe của bạn và có sự chiến thắng vui vẻ ở đây ha. Một số bạn mình thấy khả năng là sẽ mua trái cây, hoặc là chuẩn bị một cái buổi tiệc nho nhỏ sum họp cùng với gia đình của mình. Một số bạn nữa bị khan cổ họng hoặc bị nóng bức quá thì có khả năng là các bạn cần uống nước nhiều vô nha. Một số bạn nếu mà bạn có liên quan đến đường cổ họng thì có khả năng là được chữa lành nè. Nguồn nước, cung cấp đầy đủ nguồn nước cho cơ thể. Đây chính là cái phương thuốc hiệu quả nhất cho bạn. Đồng thời mình thấy là có một cái sự phục hồi lại sức khỏe ở đây ha. Cái lá bài này nói đến là bạn đã đến lúc phải kiểm soát lại cuộc sống của bạn rồi. Bạn phải ghi ra những cái chiến lược cho bản thân của mình, tạo ra những cái mục tiêu cho bản thân của mình. Mặc dù nó có thể là một quá trình ổn định và chậm rãi, nhưng đó là việc tạo ra những con đường hướng tới một số con đường trực tiếp hơn tới ước mơ và mục tiêu của bạn. Chìa khóa là mở khóa kế hoạch của bạn với sự tiến bộ dần dần để đạt được cái lợi ích suốt đời ha. Từ bây giờ các bạn phải có một cái sự kỷ luật bản thân thật tốt, có một cái kế hoạch, một cái bản đồ chi tiết tỉ mỉ cho con đường bạn đi, để bạn được đi đúng hướng, không bị lầm đường, lạc lối, không rơi vào cái bẫy sự sa đà của những cái sự hoang mang, buồn bã ha. Một số bạn trong giai đoạn này nếu mà thi cử hoặc là phỏng vấn hoặc là học hành, nói chung là đang trong giai đoạn chảy nước rút thì tốt nhất đừng có tụ tập bạn bè ăn chơi trong giai đoạn này nha. Hãy tập trung vào cuộc sống của mình, tập trung vào ước mơ, ước muốn của mình trước và tập trung học hành đi ha. Rồi bạn muốn vui vẻ gì thì vui, chứ bây giờ là bạn phải tập trung vào cái cuộc thi này. Tập trung cố gắng gọi là cân bằng bản thân, tinh thần và trí tuệ của bạn, dành hết sức cái nhiệt huyết của bạn cho cái cuộc thi của bạn, cho cái cuộc phỏng vấn của bạn.
để đạt được cái thắng lợi. Nếu không, bạn cái sẽ gây ra những cái sự hối tiếc buồn bã trong giai đoạn này. Và hãy nhớ chọn bạn mà chơi nha. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bạn là người viết nên cái cuộc sống của bản thân mình, bạn là người viết ra tương lai của bản thân mình. Cho nên hiện tại bây giờ bạn muốn cái gì, bạn hãy viết ra và tập trung để tìm kiếm cái kế hoạch nào thực sự phù hợp với bạn để có thể biến ước mơ của bạn trở thành sự thật ha. Ở đây toàn là kêu các bạn hãy viết ra những cái ước mơ, viết ra kế hoạch, bản đồ tương lai cho bản thân mình đó. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký hoặc chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những bạn đã chọn cái lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi ngày thứ năm ngày 7 tháng 7 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây những trao bài chung, không phải là trao bài riêng. Mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn và không đúng với bạn. Nhưng đúng với người khác thì các bạn hãy xem với một tâm thái tham khảo và giải trí thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người bị mất ngủ hàng đêm ha. Đồng thời mình thấy bạn là người biết xác định ra mục tiêu ước muốn của bạn. Và khi mà bạn đã tìm ra được cái hướng đi thì bạn sẽ gọi là vững vàng, kiên quyết, kiên cường, vượt qua những trở ngại khó khăn để có thể đạt được những điều mà bạn mong muốn nhất. Bạn là một người có niềm tin vào ơn trên, vào phép màu và vũ trụ. Đồng thời mình thấy bạn là một người khá là tỏa sáng, có một cái sự lạc quan và tích cực. Một số bạn thì có khả năng là khá nổi tiếng trong cộng đồng riêng của bạn nữa. Mình thấy bạn là một người có khả năng một ước mơ gì đó của bạn sẽ trở thành sự thật nếu mà bạn quyết tâm, kiên trì và cố gắng nỗ lực cho nó ha. Rồi, thứ năm ngày 7 tây tháng 7 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào? Mình thấy một số bạn ở đây á, trong cuộc sống của bạn á, những kế hoạch ước mơ của bạn nó sẽ thành công, đi đến thắng lợi nha, được mọi người chúc tụng và ngợi khen ở đây nha. Một số bạn mình thấy là cái giai đoạn mà khánh kiệt tài chính của bạn nó sắp qua rồi. Một số bạn có khả năng là đang bị thiếu hụt thì cái giai đoạn nó dần qua rồi, hoặc là bạn bị bệnh ha. Định mệnh, cái vòng quay số phận đang quay và mỗi sự may mắn nó sẽ tiến vào cuộc sống của bạn thôi ha. Đồng thời mình thấy cái giai đoạn trì hoãn, trì trệ hoặc là bạn cảm thấy mệt mỏi, cần thời gian nghỉ ngơi á, thì có khả năng là khi mà bạn nghỉ ngơi đủ giấc, bạn chăm sóc sức khỏe hợp lý á, thì những cái cơ hội đang đến với bạn và bạn sẽ sẵn sàng để nắm bắt được nó. Và cái cơ hội mới này đem đến cho bạn sự nhiệt quyết, sự đam mê, thích thú, vui vẻ và hạnh phúc. Và cuộc sống của bạn nó đang dần dần trở nên gọi là linh động hơn, chứ không còn một cái giai đoạn trì trệ, trì hoãn như xưa nữa ha. Một số bạn thì mình thấy á, trong ngày này cần phải cẩn trọng, ai đó mượn tiền bạn á, thì bạn khỏi xem xét. Coi lại cái tài chính của mình, vì mình thấy hình ảnh nếu mà ai đó mượn tiền bạn á, thì có khả năng là họ sẽ cao chạy xa bay nha. Phải cẩn trọng, hoặc nếu mà mời gọi bạn đầu tư gì đó thì bạn phải cẩn trọng đó nha. Một số bạn thì mình thấy là trong ngày này bạn sẽ viết ra kế hoạch cho tương lai của bạn và bạn sẽ biết cách thực hiện nó một cách âm thầm và lặng lẽ đến khi nó giành chiến thắng. Và mình thấy là ngày càng gọi là phát triển hơn nữa, cái chiến thắng của bạn ngày càng tỏ lan rộng hơn nữa, bạn được mọi người chú ý nhiều hơn nữa, đạt được cái thành công thắng lợi. Thì bạn cứ cố gắng nỗ lực hết sức mình cho cái mục tiêu ước muốn của bạn đi. Một số bạn mình thấy đang trong giai đoạn bị bệnh mất ngủ nè, thì sắp tới thì những cái giai đoạn này nó sẽ giúp cho bạn phục hồi. Bạn sẽ không còn bị mất ngủ nữa và mình thấy bạn sẽ có thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn, để chăm sóc sức khỏe bạn nhiều hơn.
Và cái giai đoạn cạn kiệt về tài chính nó cũng sẽ qua mau ha. Và đồng thời á, bạn sẽ chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo, những cái bước đi tiếp theo của bạn. Nó diễn ra một cách xuôi chèo mát mái hơn. Và bạn cũng biết cách để có thể thực hiện những cái điều đó một cách trôi chảy. Một số bạn thì có khả năng là bạn được nhận công việc mới, nó phù hợp với bạn hơn, đem đến cho bạn niềm vui, niềm hạnh phúc, sự may mắn ha. Một số bạn giải quyết được cái tình trạng gọi là cạn kiệt tài chính của bạn. Một số bạn thì đón nhận những cơ hội mới trong công việc, nhận những cái kế hoạch mới hoặc là có những cái mối làm ăn mới ha. Một số bạn thì có khả năng được lên chức. Khi bạn lên chức thì lương bạn cũng lên, cho nên vấn đề tài chính bạn cũng sắp được giải quyết ở đây. Một số bạn cần phải cẩn trọng trong ngày này, uống nước nhiều vô nè, cần phải có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, nếu không là bạn sẽ bị rối loạn tiền đình hoặc là bị đột quỵ đó nha. Một số bạn mình thấy cần phải cẩn trọng cái lưng của bạn hơi nhức á, và phải có tư thế ngủ hợp lý nữa nè. Mình thấy là có khá nhiều người muốn xin sự giúp đỡ từ bạn á. Và có thể là bạn sẽ cho họ những cái lời khuyên hữu ích, giúp cho họ tìm thấy con đường hướng đi cho cuộc đời của họ. Một số bạn mình thấy trong ngày này sẽ tích cực học hỏi, nâng cao thêm kiến thức của bạn cho cái lĩnh vực mà bạn đam mê ha. Bạn đọc sách khá là nhiều và bạn phát triển cái trí tuệ, cái tinh anh của bạn ha. Đồng thời một số bạn có khả năng ra vườn hái hoa hoặc là có một sự gọi là hòa mình với thiên nhiên, hít thở không khí trong lành. Thì cái giai đoạn mệt mỏi, khó khăn nó sẽ kết thúc, nó sẽ dần dần trôi qua và mở tới cho bạn một cái giai đoạn thắng lợi, phát triển, thành công ha. Vì trong cuộc sống của bạn thế nào cũng có những người nó tới nó lui, nó ra nó vào, thì bạn cứ kệ kệ họ đi ha, tập trung vào ước muốn của bạn, tập trung mục tiêu của bạn ha. Thì mọi thứ nó đang vận hành theo cái sự tích cực lạc quan của bạn và bạn đang dần tiến đến được cái ước mơ của bạn rồi ha. Kệ, đừng có để những cái năng lượng tiêu cực này nó kéo cái năng lượng của bạn xuống, thì rất là đáng tiếc, bởi những người này không có đáng để bạn lưu tâm ha. Mình chỉ lưu tâm với những gì thật sự xứng đáng để mình gọi là bỏ thời gian công sức cho nó thôi. Còn những người không đáng thì tốt nhất là bạn đẩy những cái năng lượng tiêu cực đó ra khỏi cuộc sống của bạn ha. Một số bạn ngày hôm nay cẩn trọng mà về bảo vệ tài chính, tài sản, thông tin cá nhân nè. Cẩn trọng để không ai đó muốn đánh cắp hoặc là lừa đảo hoặc là trộm cắp gì của bạn đó ha. Để không thôi là sẽ gây ra cái tình trạng bị thiếu hụt về tiền tài đó. Cho nên cẩn trọng trong ngày này. Và có sự quan sát rõ ràng và tỉ mỉ ha, kỹ lưỡng trong công việc. Những bạn nào làm việc mà liên quan đến giấy tờ, hồ sơ pháp lý thì phải cẩn trọng hơn nữa từng con số để không gây ra bất kỳ những thất thoát nào. Và nếu bạn đang thực hiện những kế hoạch nào hoặc là bạn đang gọi là phát triển công việc mới, đam mê mới gì đó, thì bạn cứ tập trung và bạn phát triển nó trước đi. Bạn hãy thể hiện hết những cái năng lực của mình dành cho những cái lĩnh vực mà bạn đang ưu tiên. Bạn cứ đi trước đi, rồi vũ trụ sẽ giúp hỗ trợ bạn phía sau ha. Bạn không có đơn độc, bạn luôn được vũ trụ soi sáng, dẫn đường, giúp đỡ cho bạn rất là nhiều trên hành trình của bạn. Số bạn mình thấy sẽ phát triển thêm một cái lĩnh vực nào đó mới trong cuộc sống của bạn đó, trong công việc, sự nghiệp của bạn hoặc đam mê của bạn. Và cẩn trọng trong ngày này, đi ra giường cẩn trọng rắn nha. Một số bạn cẩn thận ngồi lâu quá bị tê chân á. Một số bạn mình thấy sẽ vui chơi với thú cưng trong ngày này. Bạn là một người có khả năng đặc biệt, bạn có thể hiểu được động vật và giao tiếp với chúng bằng trực giác. Bạn hãy tin tưởng vào sự hướng dẫn bên trong của bạn, hãy tin tưởng vào cái trực giác của bạn ha. Tiếng nói nội tâm từ trong bạn. Và động vật là một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn. Có khả năng là các bạn rất là thích động vật và bạn là một người rất là yêu thích thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá ha. Và nhờ vào thiên nhiên, nhờ vào vui chơi với động vật mà bạn trở nên gọi là
yên bình hơn, thoải mái hơn, bạn không còn bị áp lực trong cuộc sống nữa. Bạn cảm thấy cuộc sống của mình đáng sống hơn, bạn cũng nâng cao được cái tần số năng lượng của bạn nữa ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tuần 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ ba để xem coi ngày thứ năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây những trả bài chung, không phải là trả bài riêng. Mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn hoặc không đúng với bạn, nhưng đúng với người khác. Thì các bạn hãy xem với một tâm thái tham khảo và giải trí đi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những người từng sống trong một cái giai đoạn buồn bã, thất vọng, ê chề gì đó, hoặc là mệt mỏi, nhức đầu gì đó ha. Thì mình thấy là bạn đang cân bằng lại cuộc sống của bạn, cân bằng lại tâm trí của bạn. Và mình thấy là cuộc sống của bạn đang dần dần thoát khỏi được giai đoạn gọi là tiêu cực, buồn bã, dậm chân tại chỗ đó. Mình thấy là có một cái phước lành, một cái sự trù phú thịnh vượng đang tiến vào cuộc sống của bạn. Và bạn đang được vũ trụ đem đến cho bạn cái ơn ích, đem đến cho bạn cái sự công bằng, công lý ở đây ha. Gieo nhân nào gặp quả đó, thì mình thấy là cuộc sống của bạn đang được nở rộ những cái phước lành, những cái sự may mắn dồi dào thịnh vượng hơn. Và trong cuộc sống của bạn thì mẹ bạn là người quan tâm yêu thương giúp đỡ bạn rất là nhiều. Bạn cũng là một người được nhiều ơn phước từ thần thánh, là do cái tinh thần trách nhiệm của bạn, do cái sự tốt đẹp của bạn. Và bạn là một người sống có trên có dưới, bạn là một người có một cái tinh thần bất khuất kiên cường, là một người tôn trọng sự thật và rất là ghét những sự dối lừa. Một số bạn thì làm trong luật pháp, hồ sơ giấy tờ gì đó ha. Hoặc một số bạn ơi, mình thấy sẽ chuẩn bị tham gia một cái hợp đồng kinh doanh nào đó ha, có thể là buôn bán đất gì đó nè. Hoặc là một số bạn thì mình thấy là sắp tới thì bạn có khả năng tậu cho mình được một miếng đất mà bạn cảm thấy yêu thích. Một số ít bạn thì như vậy nha. Và trong bất kỳ những cái giấy tờ bạn ký thì bạn cần phải cẩn trọng xem xét hợp lý, nếu cần thì phải xin lời khuyên từ người khác để không gây ra bất kỳ những cái sự hối tiếc buồn bã nào ha. Rồi, thứ năm ngày 7 tây tháng 7 năm 2022 các bạn tụ 3. Wow, cái này này các bạn tụ 3 khá là vui. Một số bạn thì bạn mình thấy là các bạn sẽ nâng cao được cái kiến thức, cái trí thức của bạn ha, bạn thông thái hơn rất là nhiều. Một số bạn sẽ tìm tòi học hỏi, nghiên cứu, đọc sách và bạn phát triển thêm rất là nhiều kỹ năng ở trong bạn nữa đó. Một số bạn đang đón nhận những cái tin tức vui ha. Một số bạn sẽ được thăng chức lên vị trí cao hơn, vị trí lãnh đạo, dẫn dắt nhân viên. Một số bạn thì mình thấy là ngày hôm nay bạn có hợp tác kinh doanh với ai đó và nó đem đến cho bạn cái sự thắng lợi, vui vẻ, hạnh phúc, sung sướng ở đây. Cũng có khả năng là một cái ước mơ gì đó của bạn trở thành sự thật nè. Nói chung là cuộc sống của bạn trong ngày này khá là vui vẻ, tràn đầy những ước mơ, những niềm hy vọng và đạt được cái sự thắng lợi rực rỡ ở đây ha. Công việc thì phát triển tốt đẹp, thành công, tươi sáng. Đồng thời một số bạn thì có khả năng sẽ chuẩn bị cho cái chuyến đi vui vẻ cùng với gia đình của mình. Một số bạn á, thì mình thấy là bạn nâng cao được cái trực giác của bạn, bạn ngày càng tài giỏi hơn, bạn ngày càng hiểu biết, hiểu sâu về nhân tình thế thái này hơn, và bạn có khả năng cho người ta những cái lời khuyên vô cùng hữu ích. Một số bạn thì có nhiều người sẽ tìm đến bạn để xin lời khuyên trong ngày này. Một số bạn thì mình thấy là chuyện tình cảm các bạn có một cái sự lãng mạn, nồng nàn và ấm áp ở đây. Có khả năng những bạn nào trước đó từng chia tay với người yêu á, thì bạn còn mong muốn họ quay về, thì có khả năng á, cái người này họ sẽ quay về cuộc sống của bạn một lần nữa. Các bạn có một cái sự tái hợp đoàn tụ vui vẻ ở đây. Mình thấy một số bạn đã dùng luật hấp dẫn để kêu gọi người này tới, thì nhờ vào cái sự tích cực lạc quan của bạn, bạn đã thực hiện đúng như cái luật hấp dẫn, thì bây giờ những cái điều may mắn nó đang đến với bạn rồi ha.
Một số bạn thì mình thấy dâng tràn một cái niềm vui, niềm hạnh phúc. Nói chung bạn có tới hai lá ước mơ trở thành sự thật đó. Bạn đang ước mơ gì thì có khả năng nó trở thành sự thật. Niềm vui tột độ luôn ha. 10 ly mình không biết là cái gì, nhưng mà thực sự đem đến cho bạn một cái sự gọi là hạnh phúc sung sướng. Bạn biết ơn vũ trụ rất là nhiều trong giai đoạn này. Một số bạn thì có khả năng là đi ăn uống hẹn hò với người yêu. Một số bạn thì có khả năng là ký kết hợp đồng giống như mình nói ha. Thế là nhận được công việc mới nó phù hợp với bạn hơn, và bạn cần phải trau dồi thêm kiến thức để bạn có thể gọi là đáp ứng được những cái yêu cầu của cái công việc này. Và đây cũng chính là đam mê của bạn. Một số bạn thì mình thấy bạn tỏa sáng hơn, bạn được nhiều người biết tới hơn, và bạn ngày càng nổi tiếng hơn nhờ với tài năng của bạn ha. Và bạn cũng có sự tích cực, lạc quan, bạn muốn trao đi cái tình yêu thương, giúp đỡ cho người khác, thì bạn đang nhận lại được những cái phước lành mà vũ trụ đem đến cho bạn. Một số bạn thì trong ngày này thì bạn sẽ giữ vai trò dẫn dắt, giúp đỡ được cho những người tiêu cực, giúp cho họ tìm thấy được cái hướng đi, giúp cho họ tìm thấy được cái ánh sáng cuộc đời của họ ha. Những kế hoạch ước mơ của bạn nó dần dần được lộ rõ rồi. Có khả năng có một cái tin tức gì đó khá là thú vị, hoặc cũng có thể là trong ngày này một cái điều gì đó được che giấu thì bây giờ được sáng tỏ, được mọi người biết tới. Cũng có khả năng là cái người yêu của bạn quay trở lại và họ nhắn tin cho bạn, bày tỏ hết cảm xúc của họ dành cho bạn ha. Và đồng thời mình thấy là bạn sẽ gỡ bỏ những cái sự tiêu cực buồn bã trước đó. Niềm vui lại dâng tràn ở trong bạn. Một số ít bạn thì mình thấy sắp tới là chuẩn bị cho những cái cuộc đi chơi nghỉ mát, và một số bạn thì có khả năng là nhận được một cái lời cầu hôn trong ngày này ha. Một số ít bạn thì như vậy. Một số ít bạn coi chừng ngày hôm nay bị cúp điện nha. Nên phải làm gì thì làm đi, để không hoa cúp điện không làm được gì hết nha. Phải cẩn trọng. Và các bạn cần phải bổ sung thêm lượng nước cho cơ thể của bạn để bạn có một cái sự minh mẫn, tinh thần thoải mái. Một số bạn được thăng quan tiến chức. Một số bạn thì niềm vui về hạnh phúc gia đình của bạn ngày càng gắn bó, gắn kết hơn. Nói chung là niềm vui không thôi. Và cũng có khả năng ngày hôm nay khá là nắng gắt đối với bạn đó ha. Cho nên đi ra ngoài thì phải đội nón, phải có dù đồ che chắn kỹ lưỡng. Một số bạn làm trong lĩnh vực tâm linh tinh thần, có khả năng bạn sẽ học hỏi nhiều thêm những kiến thức mới, trau dồi cho bản thân bạn nhiều cái sự hiểu biết nữa, nâng cao thêm cái kỹ năng của bạn nữa ha. Tích cực học hành, chăm chỉ. Một số bạn thì như vậy. Hoặc một số bạn sẽ nhận được những cái lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, họ giúp đỡ cho bạn rất là nhiều. Cũng có khả năng là họ giúp đỡ cho bạn trong việc bạn ký kết hợp đồng với người khác, thì có khả năng là người ta sẽ cho bạn lời khuyên để bạn làm đúng, để bạn không có gặp cái sự thất thoát gì hết ha. Có khả năng một số bạn chắc cũng có một số tiền cũng khá là lớn, cho nên bạn cảm thấy rất là vui vẻ ở đây nè. 10 ly biểu lộ một cái sự vui sướng tột độ đối với bạn đó. Có khả năng một số bạn thích ngắm sao, thích học hỏi về chiêm tinh học. Một số bạn còn có khả năng sẽ ngắm mây trời nữa. Nghe chim chóc hót đồ ha. Hãy tìm ra giải pháp đem đến cho bạn cái sự yên bình nhất trong tâm trí. Một số bạn thì mình thấy cần dành thời gian riêng để tĩnh tâm một mình, để suy nghĩ, để gọi là nâng cao cái trực giác của bạn và tìm thấy cái sự giải đáp từ cái trực giác, cái nội tâm của bạn ha, cái sự mách bảo từ bên trong của bạn. Một số bạn mình thấy hình như một cái niềm hy vọng nào đó được diễn ra, và mình thấy có khả năng dạo này bạn hay thấy cầu vồng khá là nhiều quá ha. Và thiên thần sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho bạn nâng cao được cái trí tuệ của bạn, nâng cao được cái trí thức của bạn và trực giác của bạn để bạn biết được con đường bạn phải đi ha.
Một số bạn thì là họa sĩ ở đây ha, thì nói chung là cái công việc của bạn là một công việc đem đến cái niềm vui, đem đến những cái tác phẩm độc đáo cho cuộc sống này. Một số bạn được khuyến khích hãy tham gia vào cái lớp hoạt động nghệ thuật có lợi cho sự nghiệp của bạn ở mọi lĩnh vực khác trong cuộc sống của bạn. Có khả năng là bạn ngày càng có nhiều ý tưởng độc đáo và sáng tạo hơn rất là nhiều, đã đem đến cho bạn cái sự thành công, sự ngưỡng mộ từ người khác ha, và được mọi người khen ngợi chúc tụng ở đây. Một số bạn thì có khả năng là sẽ lan tỏa được cái năng lượng tích cực và cái tầm ảnh hưởng của bạn đến cho mọi người ngày càng yêu thương, yêu quý bạn hơn, trân trọng bạn hơn, và họ có một sự gọi là ngưỡng mộ bạn ha. Một số bạn có thể là tâm điểm của sự chú ý trong ngày này. Nếu bạn có những cái buổi biểu diễn hoặc là chương trình nào đó bạn nhận làm MC, bạn dẫn dắt một cái sự kiện nào đó thì bạn sẽ thành công thắng lợi. Giúp cho bạn cảm thấy tự hào bản thân bạn rất là nhiều ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.